Rồi. Ồ. Đấy. Cái này các bạn tắt được này nhá. Rồi. Thì cái bài này là cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái form login. Form đăng nhập. Đây. Cái mà các bạn đang nhìn thấy á, cái này được gọi là cái check view. À, bây giờ cô xóa đi trước nha. À, cô để lấy luôn cũng được, mà từ từ đã, cô sẽ nhìn cho các bạn coi cái này này. Thôi cô xóa đi, làm lại sau đi. Thì ở đây các bạn thấy ở đây cái ngoài cùng, bao ngoài cùng ấy, thì người ta gọi là cái layout. Cái layout, cái này gọi là group view. À, trong Android thì mỗi thành phần người ta sẽ gọi là một cái view. À, ví dụ các bạn học web rồi, các bạn sẽ thấy là các bạn có cái form đúng không ạ? Để các bạn đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu. Thì cái form đấy bình thường, cái ngôn ngữ lập trình khác, ví dụ như là HTML thì nó gọi là control, tức là cái điều khiển. Nhưng riêng Android thì người ta gọi là view. Hiểu không ạ? Thì gom nhiều cái view lại thì người ta gọi là group view, hay gọi là view group. Ok. Thì người ta gọi là mỗi thành phần á, người ta gọi là view các bạn nhé. Còn gom tập hợp nhiều view thì người ta gọi là view group, hay người ta còn gọi là layout. Ok. View là một đơn vị nhỏ nhất. View là một cái thành phần giao diện nhỏ nhất. Okay. Đấy. Cô lấy ví dụ như thế này. Thế này các cái view, các view như sau. Một là view text view. À, hay là edit text. Hay là spinner. Là cái spinner mà ở trong HTML nó gọi là select box đó các bạn. Gọi là spinner. À, rồi nhiều lắm, cũng có checkbox, cũng có các thứ đúng không ạ? À, cũng có các checkbox, rồi đủ thứ luôn. Đấy, thì những cái này người ta gọi là hoặc là button. Rồi những cái này người ta gọi là các cái view. Đúng không ạ? Để hiển thị hình ảnh thì trong này thì người ta dùng là image view. Đó, ví dụ như vậy. Đó, để hiển thị danh sách thì người ta gọi là list view. À, hoặc là recycle view, vân vân, rất nhiều loại view. Được chưa ạ? Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cái những cái cơ bản trước, chỉ giới thiệu thôi, bây giờ hướng dẫn cơ bản trước. Thì đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn, đầu tiên là cái con constraint layout này nè, ta gọi là layout này các bạn, thì nó gọi là view group. Thì một cái view nó phải được đặt ở trong một cái view group nào đó. À, nó phải có một cái view group bao ở ngoài cùng. Thì ở đây ta có cái loại constraint, nhưng constraint á thì nó có đặc điểm như này ạ. Tức là các bạn mà đặt một cái vị trí nó trên constraint ở một cái vị trí, một cái view bất kỳ ở trên một vị, một cái layout như này. Thì nếu các bạn đặt mà nó không có tham chiếu tới bất kỳ một cái, nó không neo hay là ta nó không gắn với một cái vị trí nào đấy để nó dựa vào các bạn nhé. Nó phải dựa vào cái gì đó để nó đứng ổn định một vị trí thì nó lập tức nó lỗi. Đúng không ạ? Nó phải ổn định vị trí lại, không lập tức nó lỗi. Ít ra nó phải có một cái ở góc trên và góc trái để nó neo đúng cái vị trí của nó, giống như là cái X, cái Y á, nó phải có vị trí cho nó. Còn khi có vị trí thì các bạn nắm nó đi ở chỗ nào thì nó đi ở chỗ đó. Được chưa? Nó fix đúng cái vị trí đó luôn. Khi chạy lên nó không bị di chuyển. Còn nếu không, khi chạy là cái layout nó bị nhảy tùm lum mà nó lỗi, và ở đây nó hiển thị cái thông báo lỗi. Các bạn không có neo bất cứ cái gì là nó lập tức nó báo lỗi. Hiểu không ạ? Lập tức là báo lỗi. À, nhưng mà với constraint layout này nếu các bạn làm ấy thì nó hơi bị phức tạp một tí. Cho nên là tôi sẽ chỉ các bạn cách làm một cái layout đơn giản trước. Còn constraint này thì các bạn sẽ học sau. Và tôi chỉ cho cách làm sau, không các bạn ngồi các bạn kéo ngược kéo xuôi là mất hết thời gian. Hiểu không ạ? À, thì tôi sẽ xóa anh này đi ha. Tôi xóa anh này. Ok chưa? Xóa hết mấy anh này, thấy không? Kéo ngược kéo xuôi xóa hết mấy anh này đi ha. Text view xóa luôn. Bây giờ tôi sẽ đổi layout, các bạn nhìn nè. Các bạn sang cái text này. Các bạn đổi từ cái layout là gì ạ? Constraint layout các bạn đổi thành linear layout. Linear layout là layout tuyến tính. Thì các bạn xóa cái dấu đóng này đi. Các bạn có thể đóng cho nó để các bạn để cái layout vào giữa. Rồi các bạn nhìn nè. Linear layout là linear, là layout tuyến tính, tức là nó các bạn add vô nó tự động nó xếp vị trí cho các bạn luôn.
xếp trước nó hiển thị trước, xếp sau nó hiển thị sau. Vân nó có hai chiều, một chiều dọc ta gọi là vertical, một chiều ngang ta gọi là horizontal, đúng không ạ? Một chiều dọc và một chiều ngang. Thì các bạn có thể coi ở đây nè, các bạn vào cái layout nhìn nè, thì các bạn sẽ thấy cái linear layout nó sẽ có một cái loại là chiều ngang và một loại là chiều dọc, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn sang cốt mà nhìn nhá, thì tôi phải điều hướng cho nó, tôi phải chỉ ra nó đang là dọc hay là ngang, nếu không nó lỗi, nó không hiểu. Thì ở nó là một cái thuộc tính là orientation vertical. Cái này thì các bạn yên tâm, tức là các bạn ok nhiều về sau bọn em nhớ, thì cứ từ từ không cần nhớ, cứ làm theo đi đã, được chưa? Tự nhiên làm nhiều nó rất quen các bạn, chắc chắn luôn, làm nó sẽ quen. Còn nếu mà không quen thì bữa sau lại lật lại, ô cái này bữa trước cô nói là gì, mở lại ra coi, được không ạ? Được chưa? Đó, rồi bây giờ là các bạn nhìn nha, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách kéo thả trước, còn gõ cốt là hướng dẫn sau nhá. Kéo thả trước cho dễ nè. Bây giờ tôi muốn hiển thị cái đầu tiên là một cái text view chẳng hạn. À, là tôi để cái vào comment, tôi vào cái text view, tôi nắm text view, tôi thả vào đây. Thấy chưa? Cái vị trí text view là thấy không? Thấy chưa? Zoom lại cho bự xíu nha, text view thấy chưa? Rồi các bạn nhìn nè. Nếu các bạn mà muốn sửa đổi thì có hai cách. Một cách là sửa đổi ở bên code, hai là sửa đổi bên attribute, thấy không? Ở đây tôi muốn đổi cái này là form login. Login hay là form đăng nhập. Ok. Thì nó sẽ đổi cái này là thành form đăng nhập. Tôi muốn đổi kích thước màn hình ở kích thước text. Mà tôi kiếm đây hơi bị mất thế này. Text size. Kích thước của cái text ta gọi là text size. Kiếm. Thực ra nói thật các bạn, nó tôi kiếm ở đây nó rất là mất thời gian nha các bạn, nhìn không? Đấy, tôi phải kiếm chữ text size hoặc tôi phải search. Tôi qua đây tôi gõ nhanh hơn. Hiểu không ạ? Tôi qua đây tôi biết nó thuộc tính gì rồi, tôi gõ nhanh hơn. Text size. Các bạn kiếm bên cái attribute cũng được, mà kiếm rất mất thời gian. Đúng không ạ? À đấy. Ok, tôi để là khoảng 30 SP. Cái SP là đơn vị đo lường của phông chữ nha. Trong Android đo lường ở trong phông chữ nha các bạn, ở dưới các bạn làm theo cô nha. Đó, các bạn sang đây nè, thấy chữ nó bự chưa? Rồi bây giờ tôi muốn căn giữa nè, căn giữa nha, là cô để là text alignment. Đó, center. Các bạn nhìn thấy là nó sẽ căn giữa nè, hiểu không ạ? Nếu mà muốn nó in đầm thì ta để là text style. Tôi để là bold. Đấy, nó sẽ in đầm cho các bạn. Thấy chưa? Ok. Nó giống như cái HTML với CSS đó. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ nè, cô làm tiếp một cái nữa nha các bạn. Cô làm tiếp cái nữa là tôi kéo cái form gì ạ? Cái input text á, để các bạn gõ á. Thì ở trong cái Android nó là edit text nha. Cô vào cái text nè, cô vào cái text plane nè. Nắm thả vào, thấy không? Thì ở đây nó sẽ là edit text nè, các bạn thấy không ạ? Các bạn đặt tên cho nó nè. Vô txt username. Ok. Rồi. Cái chữ name này cô bỏ, cô xóa đi. Cô để là nhập gì ạ? Mật tên đăng nhập. Username. À không, xin lỗi, text tôi bỏ đi. Cái này tôi để cái hint. Cái hint là lời nhắc. Là nhập gì ạ? Username. Cái hint này giống như trong web á, nó có cái placeholder á. Đúng không ạ? Thì nó sẽ, các bạn nhìn nè. Các bạn có thể xem preview ở đây. Preview ở đây. Thấy không ạ? Đó. Ok chưa? Preview một bên nào, gõ bên này thấy luôn. Được chưa? Đó. Đấy là nhập username. Rồi tiếp kéo một cái nữa là mật khẩu nha. Ok. Mật khẩu. Cái này cô cũng vào code cô sửa. Mỗi lần vào nó lại. Cái này cô bỏ cái chữ này đi. Cô bỏ cái chữ name này đi được chưa? Ở đây cô sẽ để là hint. Nhập gì ạ? Mật khẩu. Thấy chưa? Bên này nó hiển thị là nhập mật khẩu. Ở đây các bạn text của nó không phải là text person name, mà cô để là text password. Cái kiểu password có nghĩa là cái input type này nè, khi các bạn để là password á,
khi bạn gõ là nó sẽ có cái dấu sao 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 sao, giống như cái kiểu type password ở bên bên HTML, đúng không ạ? Rồi bây giờ nè, các bạn nhìn nha, cô bây giờ cô muốn thêm hai cái button, cô muốn thêm hai cái button, đúng không ạ? Hai cái button để cái này đăng nhập và hủy. Thì các bạn thấy là khi button tôi sẽ để hai cái theo chiều ngang như này nhá, hai thải cái theo chiều ngang, thì các bạn thấy là ta đang kéo nó theo chiều dọc. Bây giờ tôi muốn nó hiển thị chiều ngang thì tôi phải kéo vào đấy một cái layout, hiểu không ạ? Nhìn nhá, cô sẽ kéo vào đây một cái layout này, layout cái linear theo chiều ngang này, horizontal là thấy không, nắm thảo vào đây nó sẽ tạo một cái linear layout theo chiều ngang này. Rồi cô thả cái button vào, nhìn nè, thả button vào là một nè, rồi kéo cái nữa vào, tự động nó xếp thành chiều ngang các bạn. Thấy chưa? Dễ không? Dễ đúng không? Dễ dàng lắm. Layout nó dễ còn dễ hơn cả web nữa. Thấy chưa? Rồi bây giờ nhìn nè, qua đây, qua đây cô sẽ để các bạn thấy là cái layout của các bạn ấy thì hiện tại là cái layout này, linear nó hiện tại là theo chiều ngang này. Thì cái chiều cao của layout là nó từ cái mép dưới lên trên luôn. À, nó chiếm hết từ trên xuống dưới. Bây giờ cô muốn thu gọn nó lại thì tôi đổi nè, cái hay tôi đổi là wrap content, tức là nó vừa khít với cái nội dung, thấy không ạ? Còn match parent là nó tràn hết ra ngoài, thấy chưa? Match parent là nó so khớp với cái match, nó so khớp với, nó vừa với cái bao nó. Parent là cha, dù cha là 10 thì nó cũng sẽ là 10, hiểu không ạ? Rồi bây giờ các bạn đổi button này nhá, button 1 nè, button vì cái này là đăng nhập, cái này đổi tên là button hủy, nhớ đặt tên. Tại sao phải đặt tên ạ? Cái này là ID, cái ID này để sau này các bạn gọi thì nữa tôi sẽ demo là gọi nó như thế nào ha, tôi demo luôn là gọi nó như thế nào luôn, được chưa? Rồi ở chỗ này tôi sổ sửa thành chữ đăng nhập, ở chỗ này tôi sửa thành hủy. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy là hai anh này kích thước là bằng nhau. Lý do nó bằng nhau là do cái layout weight, cái trọng số đây nè. Cái trọng số này các bạn để bằng nhau thì hai anh này bằng nhau. Ví dụ trọng số này tôi để số 2 thì nó sẽ gấp đôi anh kia, thấy không ạ? Anh này số 2, anh này số 1 thì nó sẽ gấp đôi anh kia, là do cái trọng số này. Thì các bạn dùng cái trọng số này để chia cho nó đều. Còn nếu các bạn mà dùng cái pixel cũng được. À, dùng không phải pixel mà nó sẽ là cái DP trong đơn vị của trong Android, nó sẽ là DP, là đơn vị đo lường về khoảng cách. Còn đơn vị mà đo lường cho cái phông chữ sẽ là hay dùng là SP, hiểu không ạ? Ok, thấy mơ hồ à? Bình thường từ từ quen các bạn, cái kia các bạn pixel, cái này ta không dùng pixel nhá. Đấy các em còn sửa lại số 1 đấy à, cái này cái trong số. Ok xong chưa? Đấy, vậy là tôi được cái giao diện login. Chạy nha. Run à. À, thường thì run cái lần đầu ấy thì nó sẽ là chậm. Run lần xong rồi. Làm đi. Em thử vào view kiếm coi. View. Show nè. Khoan, bữa tôi cũng kiếm cho các bạn được một lần đó. Click tab thì thử coi em. Cái này mò thôi, tôi hỏi ít, cái để ít dùng, ít sử dụng cho nên là không biết. Chỉ lần xong quên. Nhiều bạn có bạn hỏi xong tôi mò được cho bạn ra, xong bữa sau quên.
các bạn học có dùng là không nhớ. Như giống như tiếng Anh mới học học tuần học buổi là kiểu gì tuần sau cũng quên, hiểu không? Quên ngay. Tôi hướng dẫn các bạn hỏi đây đấy, tôi chỉ đây đấy, mò ra được bữa sau quên luôn, đúng không ạ? Rồi chạy nữa các bạn nhá, thầy Phong đăng nhập chưa? Ok. Rồi bây giờ làm đi, tí có chấm điểm nhá. Buổi hôm nay là chính buổi lab đấy. Thế nên cô sẽ rồi bây giờ nhìn nào. Cô sẽ thêm các bạn cái hình. Cô muốn thêm hình không? Image nhá, hình nhá. À tôi sẽ lên cái này, tôi sẽ down một cái hình về. Đây nhá. Lấy cái logo nữa các bạn. Lấy cái logo này nè, click chuột phải. Save image nhá. Save image nè. À tôi lưu các bạn nhìn nhá. Alo, alo Ajinomoto, alo. Rồi cô để logo, các bạn nhìn thấy logo chưa? PNG nè, save. Rồi các bạn copy thôi, nhìn nhá. Copy nè, Ctrl C. Tôi để Ctrl V trực tiếp luôn. Mà lưu ở đâu? Ở thư mục nào lưu hình ạ? Thư mục nào lưu hình? Thư mục không, thư mục để lưu trữ hình. À, drawable, chính xác, vào res. Mở drawable. Đấy, click Ctrl V luôn các bạn nhá. Ở đây các bạn thấy nó lưu vào đâu ạ? Cái chữ 24 đừng có lưu nha. Có hai chỗ nè. Các bạn bấm cái trên nè. Lưu vào cái dưới là sai. Android nó không nhận ra đâu, nó chỉ nhận version ở phía trên thôi. Các bạn ok. Ok. Đó sẽ các bạn mở ra thấy cái logo đây chưa? Rồi bây giờ nè, các bạn chèn hình nhá. Các bạn vào design. Các bạn nắm vào cái image view nè, thấy không? Image view nè, thấy không? Ờ giỏi. Nắm thả. Rồi à, vào logo, chọn logo. Ok. Rồi nó nằm dưới rồi. Bây giờ muốn đẩy lên trên thì sao ạ? Kéo nó lên, ok. Kéo nó lên. Kéo nó lên. Rồi ok. Không lên thì ta sao ạ? Vào text copy cắt nó lên. Được chưa? Rồi. Okay, rồi bây giờ các bạn muốn cả cái này căn dứa nè. Tức là nó nằm ở giữa, nó không nằm ở cái top đầu. Nó không nằm ở top đầu mà nằm ở giữa. Thì các bạn chỉnh cái này cho cô nè. Cái layout gravity. Các bạn chọn cái gravity để cái center horizontal chứ là theo chiều. À vertical chứ theo chiều. Đứng. Nó đẩy nằm giữa chưa? Ok, bây giờ các bạn thấy nó sát quá. Các bạn để nó tách ra. Bây giờ cô sẽ để trong cái hình này, cô để cái margin top bottom. Nếu tôi để cái margin trong hình á thì tôi sẽ để margin bottom để nó đẩy xuống cái khoảng cách phía dưới. Giống như ở trong HTML á, CSS á. Học CSS ổn không? Ông nói vậy là vừa đua cả nắm trong lớp, nhiều người học giỏi thì sao? Các bạn để cái margin bottom để khoảng 50 dp. Đây, nó có cái khoảng cách này, giãn ra nè. Rồi các bạn muốn có cái khoảng cách giãn giữa cái form đăng nhập này với cái dưới thì các bạn cũng để về luôn. Cái text view này cũng để margin bottom. Để khoảng 20 dp. Đấy, nó giãn ra nè, thấy không? Khoảng cách nè. Rồi để cái hai cái chữ này nè, hai cái text này mà để giãn nó ra nè. Thì các bạn để cái text view là margin bottom hay là margin top cũng được luôn. Cái này là khoảng để khoảng 10 dp thôi, hoặc là 8 dp thôi. 8 dp. Đấy. Đó. Rồi, để cái chữ dưới này nè, à để cái button này nè, để nó đẩy xuống xíu. Thì cái này các bạn để khoảng 20 hoặc là 15. Rồi. Rồi chạy lên nhé, chạy lại các bạn nhìn nè. Cái giao diện các bạn điều chỉnh nó sẽ đẹp hơn nè. Ok chưa? Mà hình như là cái form đăng nhập này nó không có cân đối.
không có cân đối, đúng không? Cái này phải đẩy lên trên nè. Thế cái nào ok. Đấy, tôi sẽ đẩy cho các bạn coi nha. Vậy tôi bỏ cái vertical này đi. Đấy, tôi sẽ bỏ cái ông này đi. Nó đẩy lên trên. Con này tôi để cái marine top. Marine top. Cái này tôi sẽ để cái marine top cái nữa. Để khoảng 100 dp. Đấy, là đẹp. Chạy lại nha. Các bạn xem nó cân đối để cho nó hợp lý. Cái này dư ở trên dư nhiều quá chẳng hạn, các bạn đẩy nó lên. Ơi. Thấy chưa? Thấy nó hợp lý hơn không? Đấy. Ok chưa? Rồi. Bây giờ cô sẽ dừng một tí nha. Các bạn nghe nè, các bạn để ý xíu nha. Để ý nha. Thì bây giờ các bạn thấy là các bạn có cái giao diện layout rồi. Thì làm sao để các bạn có thể tương tác được? Thì muốn tương tác thì ta phải sử dụng cái file Java. File Java ha. Đó. Thì bây giờ các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn nè. Bây giờ cô muốn lấy cái dữ liệu ở trong cái form là trong cái phần mà username, tôi muốn lấy username và muốn lấy mật khẩu, và tôi muốn tương tác với cái đăng nhập và hủy. Thì bây giờ tôi sẽ lấy thông qua cái ID của nó. Khi nãy tôi đặt cái ID rồi à, text view thì không đặt, nhưng cái này username nè. Edit text 2 là tôi để là txt password nè. Phải đặt ID cho nó nè. Button đăng nhập là button hủy. Vậy tôi có 4 đối tượng tôi cần phải tương tác, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ tham chiếu. Tôi sẽ bên này, tôi làm sao tôi phải gọi được tới cái giao diện đó. Thì tôi sẽ tham chiếu bằng cách là sao? Tôi sẽ tạo hai cái đối tượng là edit text. Đó, ta sẽ có là edit text là username và edit text password. Và hai đối tượng button. Các bạn gõ xong các bạn enter thì nó tự import vào nha. Nó sẽ import vào đây nè. Import vào button nè, import vào edit text nè. Ở đây các bạn để là button, button đi, là đăng nhập. Đăng nhập à, button là hủy. Ok. Rồi, thì trong Android các bạn thêm cho cô một cái này nữa là gọi là cái câu lệnh để tham chiếu. Câu lệnh tham chiếu thì câu lệnh của ta sẽ là như sau. Edit text username sẽ gán bằng file view by ID, tức là tôi tìm kiếm theo ID. Tôi kiếm cái view theo ID, by ID, thấy không ạ? Và tôi đưa cái ID vào. Muốn lấy ID thì tôi sẽ có thông qua cái lớp là class là r.id.txt username. Thấy chưa? Tương tự ta sẽ có là edit text password. Tôi sẽ cũng bằng file view by id r.id.txt password. Button cũng vậy. Button đăng nhập sẽ cũng gắn bằng file view id r.id. Button đăng nhập. Cái ID các bạn đặt ở bên kia, bên layout. Đó, button. Còn cái button hủy, button này có nghĩa là cái tên biến thôi nha các bạn. Nó là biến có kiểu là button, biến có kiểu là edit text, nó là biến thôi. Cũng vậy. Đó. Ok. Vậy tôi vừa tham chiếu xong, muốn truy xuất, muốn mà tương tác với thành phần nào thì ta phải tham chiếu tới thành phần đó. Rồi bây giờ nè, cô muốn lấy cái tên của trong cái username, ta sẽ có là string username gán bằng edit text username chấm get text. Xong các bạn to string cho cô cái nữa. Rồi bây giờ muốn show nó ra thì tôi sẽ toss nó lên. Show nó ra ta bên chỗ JavaScript các bạn học rồi thì nó dùng cái alert đúng không? Alert có nhớ không? Alert thông báo à, thì bên này ta dùng cái toss hoặc là các bạn lock, console lock, không phải console. Trong cái JavaScript thì console lock, còn đây là lock.d,
loc.info, loc.y, đúng là loc. Rồi bây giờ nè, nếu lấy password thì tôi cũng vậy, tôi copy, tôi khoái copy lắm đó, password, cái nào dùng giống nhau các bạn copy cho nó nhanh, đó ok, được chưa? Rồi bây giờ nè, tương tác với button này các bạn nhìn này, cái này mới là hay nè, cái tương tác với button khi tôi click chuột thì nó sẽ show ra cái thông tin đúng không? Thì ta sẽ trong nó sẽ có nhiều cách để các bạn làm cái click chuột, thì tôi sẽ có một cách mà cho các bạn thôi, bữa sau các bạn học tiếp nha. Đây có một cách là ta sẽ có là button này, button đăng nhập chấm set on click listener, thấy chưa, quen không? Listener học cái môn gì? Có add listener. Rồi enter cái phạt. Được chưa? Rồi các bạn thêm nè, new cái on click. Để vậy thôi, thấy chưa? Nó có lời nhắc nè, enter cái phạt. Đừng gõ theo, đừng có gõ từng dòng mà hãy gõ như kiểu cô gõ, nó sẽ tự sinh code. Các bạn gõ cái nhiều khi sai chính tả. Các bạn gõ theo code sai chính tả cái nó không chạy. Thì đừng, các bạn chỉ gõ nó nhắc, có nhắc các bạn enter cái nó xuống. Gõ vừa mất thời gian lại vừa có thể dễ sai chính tả xong. Bây giờ nè, cô tót nha. Tót. Chấm make text. Đó, cái đầu tiên sẽ là cái context, con tôi sẽ nói sau. Tức là cái login activity.dish. Cái này các bạn cứ làm theo quy ước thôi. Phải. Cái context này là cái chữ mm. Cái chữ mm, cái này không phải là cái từ cứ gõ đâu mà nó từ hiển thị nó sâu lên để coi thôi. Các bạn thấy cô không bôi đen được nè. Thấy không? Nhiều bạn gõ luôn cái chữ context này là sai nha, không có cái chữ này mà chỉ có cái này mới gõ được thôi. Phải nè. Cái nội dung là cô muốn hiển thị cái username. Username phải nè. Tot chấm length long, tức là cái độ dài nó sâu lên, nó sâu dài, sâu ngắn, cái thời gian nó hiển thị chấm sâu. Đây. Thì cái chỗ username nó bị lỗi nha các bạn. Lỗi là do gì? Do cái này các bạn đang dùng cái class, subclass. Nó do cái phạm vi của biến thôi. Thì các bạn chỉ cần bê cái mấy cái biến này vào trong là nó hết lỗi à? Thấy chưa? Hoặc là bê hẳn cái khai báo biến ra ngoài cùng. Đó, ra ngoài cùng. Đó, cái đấy là do cái phạm vi của biến ha, chứ không có gì hết. Đó vô. Rồi bây giờ chạy nha, tôi chạy lại nè. Tôi sẽ hiển thị username nè. Và tôi hiển thị luôn cái một chuỗi luôn các bạn nha. Username 2 chấm cộng cho cái anh là username, rồi cộng cho xuống dòng ha, sẹt n rồi cái này là password 2 chấm cộng cho cái anh này là password. Ok. Rồi cái tot enter. Cái này là một dòng, cô enter xuống các bạn dễ nhìn thôi. Rồi bây giờ chạy ha. Run. Rồi. Nó ra cái này là ok nè. Rồi cô gõ là Hương TT nè. Password là 123 chẳng hạn. Sau các bạn nhấn đăng nhập nè. Ô nó không xuống dòng hả? Từ từ. Rồi nó không chịu rồi. Nó ngủ ý này, nó không chịu cái sẹt sẹt rồi. Kệ nó đi. Đấy các bạn thấy nhá, bấm nó tót nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thông tin chưa? Thông tin T123 chưa ạ? Thấy chưa? Password 123 này. Lấy được chưa? Ổn không? Ok chưa? Ok chưa? Đấy. Thì các bạn đã học được sự kiện nào on click nè. Mọi thứ các bạn đều viết trong cái hàm on click này nè. Được chưa? Để xử lý, muốn xử lý gì cứ viết ở trong hàm on click này. Đấy, cái button này on click nè. Còn cái anh này là
Anh này là cái dòng này nè. Đây này nè, là tham chiếu tới các thành phần của cái layout giao diện. Ok chưa? Ok. Hiểu hiểu không? Rồi.